Tao ngồi đây được không? Mày cần gì? Ai cần cái gì mày? Mấy hôm nay á, mày có vẻ trách mặt tao với thằng Thiên, nên tao qua hỏi. Bộ mày còn giận đó hả? Tao có giận như nó đâu. Nó nói gì mà chả đúng. Vậy mà nói không giận. Toàn thể loại trinh thám ha. Tính sau này viết tiểu thuyết trinh thám hả? Không, chính là phóng viên điều tra thôi. Sau này có tài liệu á thì tao sẽ làm. Mày cũng giỏi văn, vậy thằng Thiên nó đâu có sai. Tao nói là tao không muốn chiếc xe mang đê. Nó nói vậy là coi thường tao rồi còn gì nữa. Tự mày coi thường mày, coi thường cái băng đê á. Chứ thằng Thiên nó chỉ muốn cho mày đỡ cực thôi à. Mày có cần phải diễn giải. Thằng Thiên á đâu có nghĩ sâu xa như vậy. Thì nó không có ngụ ý sâu xa như vậy, mà nó cũng chẳng có ý coi thường mày. Cái này á là mày tự coi thường mày. Tao á thì dở giao tiếp với người lạ, suốt ngày chỉ biết vùi đầu sách vở. Còn thằng Thiên á thì nó tâm hơ tâm hớt. Tao thấy mày lớp phụ mẹ, lớp á chăm bà, vậy mà học hành vẫn còn tốt. Môn văn á con Phương lớp trưởng còn thua mày, khóc tức tối. Mày thật sự không coi thường tao hả? Điên à, dĩ nhiên là không. Mẹ tao có nói á, tao mà được một người như mày á thì bà đỡ lo. Vậy nha, đừng trốn tao với thằng Thiên nữa. Mấy hôm nay mày cứ trốn mất tâm. Thằng Thiên á thì nó cũng bức bối, mà tao á thì tao cũng thấy thiếu thiếu. Rồi, mốt tao không tránh nữa. Vẫn nghĩ về chuyện tỏ tình hôm đó à? Giờ nghĩ lại, biết vậy lúc đó cứ thế nói thích thôi. Đợi qua cả một mùa hè thì thầy có bạn gái. Nếu là mày á thì mày có tiếc không? Cũng tiếc chứ. Lúc sáng tên có dịp sẽ hỏi. Mà chị đầu tóc của mày hình xăm khuyên tai, giá mày là sao vậy? Mày đoán được rồi còn hỏi. Tất nhiên là để sóc óc bà già chơi. Tối qua tao có cãi nhau với bà về việc đi du học. Làm như mọi thứ cho mình vậy. Làm như tao không đi thi để giành học bổng, mà chỉ có ăn không ngồi rồi. Mày với mẹ mày cãi nhau đâu phải là ngày một ngày hai đâu. Bình thường thì không giận, bây giờ thì lại giận.
Bởi vì cãi nhau với bà mà tao mới biết được rằng bà muốn đẩy tao đi sớm để tao khỏi gặp người tao yêu. Người yêu hả? Người mà tao yêu, người đó không yêu tao. Thế thì càng khó hiểu. Người ta không yêu mày thì tại sao mẹ mày phải sợ chứ? Bà già có biết đâu, thấy tao gắt quá nên muốn đẩy tao đi sớm. Thì mày cứ nói ra thôi. Nếu là chuyện của tao thì tao quen rồi. Nhưng khi biết tao thích một người khác, bà nghĩ tại họ mà tao cư xử bất thường, tại họ mà tao hư hỏng, đổ đốn. Người mà mày thích có tệ vậy không? Không tệ chút nào, rất được là đằng khác. Nhưng đối với mẹ tao thì đó là tệ, tại họ mà tao cư xử bất thường nên muốn tách tao xa khỏi người đó. Tin là như vậy, tao sẽ trở lại thành cậu con trai nhu nhược, chỉ biết vâng lời cha mẹ. Tao nghĩ là mẹ mày chỉ muốn tốt cho mày thôi. Đôi khi mày không đúng cách, chứ không phải muốn mày nhu nhược đâu. Mày đúng là đứa con ngoan tất cả các bà mẹ, nên nhìn đâu cũng ra điều tốt đẹp hết. Còn với mẹ tao, tao cảm giác mẹ tao chẳng hiểu gì về tao cả, cũng chẳng thương tao bằng hình ảnh mà đứa con bà tưởng tượng ra. Mẹ mày, vì ba mày lẫn mày là thành tựu cả đời. Nó quên mất, mày cũng là một con người, chứ không phải là một thành tựu. Người vợ nào mà chẳng muốn chồng mình, con mình là kim chỉ nam nhận lối cả đời. Hy sinh tất cả vì chồng, vì con. Tao tự hỏi á, nếu là tao á thì tao có thể hy sinh được như vậy không? Và tôi chợt nhận ra là tao chưa bao giờ bị ép buộc cái người của mình. Mày đúng là không tệ chút nào, rất được ở đằng khác, rất hợp ban xã hội, rất hợp làm phóng viên. Hôm nay là buổi cuối rồi, tụi mình đừng có lãng phí nữa, chơi hết mình đi. Ê, hồi nãy trên đường lên đây tao có chụp một tấm hình để cho mày xem. Mày xem đi, mày coi đi, khoảnh khắc này á không dễ bắt được đâu nha. Đúng là không dễ dàng có lại được khoảnh khắc đẹp như này. Mày bị điên hả Thiên? Mày làm cái trò gì vậy? Tao đền bù cho mày đó. Bù mẹ gì? Vì tao có tội với mày, vì lần trước mày không dám tỏ tình với thằng Thụy. Chuyện của tao với Thụy á, không liên quan gì đến mày hết. Tại sao lại không liên quan? Là do một tay tao sắp đặt hết đấy. Mày đang nói gì vậy Thiên? Tao nói là tao cố tình để cho mày không thể tỏ tình được với Thụy. Mà ít nhất thì có tao ở đó. Mày nói như mày thích nó vậy. Tao thích nó thiệt mà. Tao định đợi lúc nó về thì tao sẽ nói, mong là Thùy đạt giải. Chứ mà buồn thì khó tỏ tình lắm. Vậy là bao giờ mày tính nói cho nó? Chắc là thứ hai tuần sau. Tao sẽ cúp nửa buổi ghé qua nhà thằng Thùy.
Sao thằng chuyển tin cho tao rồi giờ nó mất hút rồi? Mày chờ nó à? Có cái này tính được cho nó. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Tại sao lại ngại ngùng? Tao nói cho mày biết, mày giữ bí mật nha. Ừ, mày nói đi. Đây là món quà tao chuẩn bị cho Chiều. Trong đây có lời tỏ tình của tao. Tỏ tình? Thằng Chiều á? Tao tưởng nó trai thẳng mà. Cái gì? Sao mày biết? Nó tán một nhỏ lớp 10 á. Thôi, vì mày, tao sợ chuyện tỏ tình làm cho tình cảm bạn bè trở nên ngại ngùng thôi mà. Trên vai về đâu đây, còn tê tái, cho tôi xin lại chút thời gian về mang đi những muộn màng tận sâu trong lòng em. Người đừng theo gió về nơi xa đó, lặng im. Điên rồi hả Thiên? Mày biết mày đang nói gì không hả? Người ta là Thụy đó. Tao biết Thụy thích mày nên tao tự tạo cơ hội cho mình thôi. Mày biết từ điều đó, thế nên tụi mày thành đôi, tao mới mất chết mất. Vậy mày cũng biết là cảm giác của Thụy lúc đó như thế nào rồi mà. Dĩ nhiên, nếu tao không có được Thụy thì tao chẳng muốn ai có được hạnh phúc cả. Mày muốn đánh gì đánh, cho dứt cái nợ ấy đi. Tại sao vậy Thiên? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Cho tôi xin lại chút thời gian về mất đi. Ok không? Ok, tình chạy. Trong lòng em, người đứng theo gió, về đời xa đó, lần nhỏ hào ước. Rồi lên. Rồi, rồi đi tiếp luôn, tiếp luôn. Súng tăng lên, mua cửa lên.